chào các bạn. Trong video này thể theo yêu cầu của một số bạn theo dõi kênh YouTube của mình. Các bạn đã muốn mình hướng dẫn cách sửa chữa một cái vật mũi. Tại vì những cái vật mũi này rất hay bị hư, nên các bạn đó không có biết sửa nên phải mua và thay dục luôn cái mấy cái vật mũi đang bị hư đi. Điều này rất gây là lãng phí nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà kiểm tra một cái vật mũi, đồng thời phân tích một số cái ban bệnh để mà các bạn có thể khắc phục được và sửa chữa được thành công một cái vật mũi. Nhưng trên tay mình các bạn là một cái vật mũi hoàn chỉnh nha. Thì ở đây có những cái vị trí ốc á, ốc nào thì các bạn tháo ra hết. Các bạn muốn lấy thì các bạn dùng một cái lưỡi dao, dao rọc giấy cái gì nha các bạn. Rồi các bạn nạy theo cái rãnh nè, để bạn tách cái phần vỏ nhựa ra nha. Đồng thời cái phần phía trên, cái lưới phía trên á, các bạn có thể tách ra được. Còn lấy cái dao mỏng mỏng á, các bạn nạy ra. Hay là lấy cái dao Thái Lan á, các bạn rọc cái này ra để tách cái phần lưới ra nha. Trường hợp mà các bạn sửa chữa cái phần bo mạch ở dưới hoặc là thay pin á, thì các bạn không cần phải tách cái phần trên này ra. Những cái trường hợp mà các bạn cần phải tách ra là cái lưới này nó bị cong, bị móp nè. Các bạn cần phải chỉnh sửa lại cho nó bằng phẳng á, thì các bạn mới tháo, lấy cái dao, các bạn tách cái phần trên ra thôi. Đó, phần rãnh phía trên nè. Còn trong môi trường bình thường á, là các bạn tuyệt đối không cần phải tháo cái lưới này ra nha. Tại vì cái lưới này ra, tháo ra nó mất thời gian và là nó mất công nữa, không cần thiết. Các bạn chỉ cái việc là tháo cái phần dưới đuôi, cái đuôi này cho mình thôi. Xem kiểm tra vị trí ốc á, ốc nè, đó bạn tách ra thôi. Rồi, đây là cái vật mũi nào mình đã tách cái phần dưới ra nha các bạn. Bây giờ lấy cái bo mạch ra nha. Bên trong á, các bạn quan sát cho mình nè. Ở đây là cũng có một cục pin khô. Pin khô này nó cấu tạo giống như cái ắc quy khô nha các bạn, của ắc quy khô xe máy của mình á. Pin này á, có giá trị là khoảng là từ khoảng 3,7 đến 4,2V nha. Nhiều trường hợp nó lên cái khoảng 6V lần. Cái này là pin khô, ắc quy khô. Cái này là chất cấm, cái chân cấm AC của nó nha. Rồi, ở đây các bạn quan sát cho mình nè. Đây là cái bo mạch của nó nha các bạn. Linh kiện gồm có 4 con diode. Đây là 4 diode chỉnh lưu cầu nha. Nó chỉnh nguồn lưu từ nguồn IC2 sang nguồn DC. Đây là cái tụ hạ áp nha các bạn. Cái mạch này là mạch hạ áp. Nó làm giảm cái điện áp trực tiếp của nguồn 220V xuống thành khoảng 12V nha các bạn, hoặc thấp hơn, để mà nó sạc pin cho cái cục pin khô này nè. Pin khô, ắc quy khô. Vị trí này là vị trí công tắc nha các bạn. On off á, tắt mở. Tiếp theo đây là một con transistor. Thường dùng là loại D882 nha các bạn. Kế bên con transistor này là một cái biến áp ha. Rồi, tiếp theo các bạn, nó sẽ qua, ở đây là cái mặt riêng của nó là cái đèn báo LED thôi. Có đèn LED, báo LED rồi cái đèn trở hạng dòng. Ở đây các bạn quan sát cho mình là có 4 con tụ và 4 con diode. Nó tạo thành một cái mạch gọi là mạch nhân 4 điện áp ngõ ra sau cái phần thứ cấp của biến áp nè. Đầu ra sẽ nối với một cái tụ gốm. Ở đây các bạn, hai đầu tụ á,
một bên đó nó sẽ nó có hai sợi dây này á, là nó nối liền với hai cái lưới, là lưới bên ngoài nha các bạn. Còn cái sợi dây, cái lưới bên trong á, nó một cái lưới bên trong là nó nối với một chân còn lại của cái tủ gỗ này. Đây là hai, nó tách làm hai dây, hai đầu tụ luôn, nó nối đây. Thì theo nguyên tắc hoạt động á, là khi mà mũi nó bay vô nó chạm một trong hai cái lưới nè, lưới trong, một là cái lưới trong, hai là cái lưới ngoài á, nói chung chạm hai chân nó vô đó, đây là nó sẽ bị giật chết nha các bạn. Có một điều lưu ý ở đây á, là nó nhờ cái mạch nhân 4 điện áp nè, nó dùng 4 con diốt và 4 con tụ để nó tạo cái điện áp nhân 4 sau cái điện áp thứ cấp. Thì cái điện áp giữa hai đầu tụ này nó rất là cao nha, nên nó phóng được cái tia lửa điện. Nhưng mà đồng thời á, cái dòng điện của nó nha bạn, nó rất thấp, nó nhỏ thôi. Nói chung là mình mà đụng vô nó giật tê tê, nhưng mà đối với mũi á, là dòng điện nó lớn, nó sợ, nó mạnh, nó cắt đôi con mũi ra luôn nha. Tiếp theo đây mình sẽ vẽ một cái sơ đồ khối, để mà các bạn có thể dễ dàng dựa vào cái sơ đồ khối này các bạn có thể sửa chữa được một cái vật mũi. Thứ nhất là cái khối nguồn nha các bạn. Mạch nguồn ở đây á, là cái mạch nguồn hàng áp dùng tụ gốm. Thì lúc nãy mình đã nói rồi, cái mạch nguồn này á, nó sẽ cấp cái mũi, nó sẽ hạ áp xuống. Còn điện áp thấp nó sẽ cấp nguồn cho cục sạc này nè, sạc cái này là cái pin khô, ắc quy khô, đây là loại này. Tiếp theo đây á, nó sẽ đưa đến cái màu một gọi là mạch tạo xung. Mạch tạo xung ở đây á, nó dùng một cái con transistor D882. Đây mình sẽ tháo ra cái con transistor nó ra nha các bạn. Cái con chánh to ba chân này nha. Một số cái vật mũi á, nó không dùng con D882 hoặc là nó dùng một cái loại khác. Như con chánh cũng là chánh to ngược luôn. Rồi một số vật mũi á, nó cũng dùng chánh to loại nhỏ thôi. Mục đích nó dùng loại này á, là nó làm cho cái dòng á, với cái công suất phá ấy nó sẽ lớn luôn. Cái con này vừa dao động vừa kích xung luôn nha, tại vì mặt dao động tạo xung á, nó vừa tạo dao động nó vừa kích luôn. Đây là con chánh to ba chân nha. Rồi mình sẽ lấy thằng pin mình rọi thử coi. Đây là các bạn thấy không, D882. Cái con này, con chánh to là chánh to ngược nha, nó vừa tạm dao động mà nó vừa kích xung luôn. Thì một số cái mạch khác á, nó sẽ không dùng loại này, nó dùng con chánh to loại nhỏ hơn, nhưng mà dòng của nó không bằng mấy con này nha. Cái con này như mấy con tiếp á, tiếp là mấy con chánh to công suất á. Thì những loại chánh to này sẽ tăng được cái dòng ngõ ra nha. Rồi cái chân to này á, cái mạch này á, nó tạo xung, nó đưa vào biến áp sơ cấp của một cái biến áp, đây biến áp màu vàng nè. Từ bên thứ cấp của nó sẽ đưa đến một cái mạch nhân 4 điện áp, là cái điện áp thứ cấp của mình á. Từ sơ cấp nè, nó đưa vào thứ cấp nha bạn, nó sẽ tạo một cái điện áp
nhưng mà sau đó nó sẽ đưa đến cái một cái mạch, cái tín hiệu, đây là tín hiệu xoay chiều nha các bạn, hoặc là tín hiệu xung á, nó không phải đề lại DC nha, nó đưa qua cái mạch nhân 4 điện áp là dùng 4 ôm tụ nè với 4 diode để tạo được một cái điện áp gấp 4 lần cái điện áp thứ cấp bên biến áp. Từ đó nó mạch, nó làm một cái mạch cao áp, đồng thời cái dòng á nó cũng sẽ tăng lên, nó sẽ gây giật chết nó mũi. Thì cái mạch này á, nó sẽ đưa ra một cái tụ. Đây, cái tụ hôm nay mình đã giới thiệu rồi. Cái tụ này nó đưa ra mấy hai cái lưới nha các bạn. Cái lưới, hai cái lưới bên ngoài nè và một cái lưới bên trong nữa. Thì đây là cái sơ đồ khối cơ bản của một cái vật mũi. Thì từ đây á, các bạn có thể nhìn vào sơ đồ, các bạn có thể phân biệt được cái khối nào cần thiết phải sửa chữa và có nào hư nhiều nhất. Thì ở đây á, trước tiên cái khối đổ vào cái mạch, cái nguồn hạ áp dùng tụ gốm này á, từ 220V AC nó giảm xuống á, thì cái mạch này ít hư nha. Tiếp đến là cái mạch tạo xung dùng 8 to. Thì cái mạch này nếu mà xài bình, các bạn mà xài bình thường á là nó cũng ít bị hư nha các bạn. Trường hợp mà cái mạch này hư á là nó mất cái tín hiệu xung đưa vô biến áp và nó không có điện áp ra ngõ ra cái mạch nhân 4 điện áp này nè. Thì con chấm to này cũng khá quan trọng nhưng mà cũng có hư, trừ khi mà các bạn nó bị chập cháy vậy, nổ hay gì vậy. Tiếp theo là cái biến áp. Biến áp của mình là ít khi bị hư nha. Nó bị hư trong trường hợp đó, nó bị vô nước, là oxy hóa ra ten, nó bị đứt chân. Cái biến áp màu vàng. Còn cái mạch nhân 4 điện áp đó, nó dùng 4 con tụ và 4 con diode. Cái mạch này cũng khó, ít bị khi bị hư. Vậy đây á, cái hư nhiều nhất á là cái phần pin khô, ắc quy khô nè, hoặc là cái phần đưa ra ba tấm lưới kim loại, là cái hai cái phần này á các bạn, là nó hay bị hư nhất nha. Thì sau đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà kiểm tra hai loại này. Đây, những một số ban thường gặp trên vật mũi. Thứ nhất á, là một cái những cái ban mà ban mất nguồn nè, sạc không vào pin nè. Thì trước tiên á, các bạn phải tháo ra. Các bạn đo điện áp của pin này nè, ắc quy khô á. Đa phần á, các bạn để lâu ngày cái vật mũi không hoạt động, hoặc là các bạn lâu quá các bạn quên sạc, thì cái cục pin khô này nó hư. Thì đây các bạn phải đo cái điện áp trên pin đó là 3,7V nè. Nếu trường hợp mà các bạn đo trên pin không phải không có, hoặc là cái điện áp nó giảm xuống thấp á, thì các bạn phải kích pin nha. Một là kích pin. Trong trường hợp mà kích pin không được á, thì các bạn phải thay pin mới, dùng cái cell pin 18650 cho mình. Đây là những cái cell pin trong cục pin laptop, các bạn có thể mua ngoài thị trường cũng có cell pin 18650, hoặc là trong cục sạc dự phòng á, nó có những cell pin này. Cái điện áp của nó là khoảng 3,7V đến 4,2V. Thì những cái cục pin này các bạn có thể thay thế cho mấy cái cục pin nằm trong cái vật mũi. Đây là những cái cục pin sạc nha. Còn vẫn chưa, trường hợp mà kích pin á, kích pin thì các bạn có thể dùng một cái bộ nguồn kích nè. Cái bước đầu tiên á, các bạn kiểm tra cái điện áp trên pin trước nha, coi nó khoảng bao nhiêu volt. Ở đây mình dùng 20V nè, mình đo cái điện áp trên pin coi còn hay không. Khá thấp nha các bạn, nhưng mình đo khoảng không phải mấy volt thôi, không phải 2 thôi.
Ở những trường hợp này các bạn có thể dùng bộ nguồn, các bạn kích pin lên. Các bạn kích pin nó giống như kích trong điện thoại, điện thoại di động á. Các bạn nên vặn cái điện áp của nó xuống khoảng 3V thôi nha, 2,5V cũng được. Tại cái mức điện áp của này, của pin đó, nó yếu quá. Rồi các bạn chỉ cần chích vô âm dương của nó, cái pin thôi. Trong trường hợp mà nó kích pin nó lên, nó lên kim á, là kích được. Còn trường hợp mà nó không kích pin lên được á, là các bạn tăng dòng lên, là đang tăng áp lên à, nó không vô á. Là ở đây á, là có thứ nhất là pin nó bị hư, pin bị chai, hoặc là các bạn cần phải châm cái nước cất vô nha, cái nước lọc á. Này các bạn nhìn thấy không, dòng của mình nó không lên. Ở những trường hợp này á, các bạn cần phải một là thay, các bạn thích sửa phích lại á, thì các bạn có thể rảnh thì các bạn có thể lấy cái dao là các bạn nạy ra. Nó bên trong của cái cục pin này á, nó giống như cái ắc quy khô của mình á, ắc quy xe máy. Đây, pin của nó rồi các bạn. Mấy cái này núm cao su nha, các bạn đi châm nước vô, châm cái nước lọc hoặc là nước cất á, nó giống như cửa ắc quy của xe máy của mình thôi. À, mấy lỗ này nè, các bạn hơi châm vô rồi các bạn kích sạc, cắm sạc vô để sạc pin nha. Còn trường hợp mà các bạn sạc không được đó, là các bạn nên thay cái cục pin 18650, thay pin này cho mình là xong, rất nhanh. Tiếp theo đây á, mình nói về cái vấn đề cái pin mà có nguồn nè nhưng không giật hoặc không có tia lửa điện. Thì thứ nhất á, là các bạn phải kiểm tra cái lưới cho mình nó sẽ không bị cong nha các bạn, nó phải thẳng nha, nó không có trường hợp mà hai cái lưới bên trong bên ngoài nó tiếp xúc với nhau, nó dính vào nhau á, là nó sẽ rất hao nguồn, hao điện, đồng thời á nó sẽ không tạo ra cái tia lửa điện, nó không giật chết con mũi nha, tại vì nó đã chập mạch rồi. Còn khi mà các bạn đã kiểm tra cái lưới này nó không bị cong rồi, thì các bạn kiểm tra cho mình cái biến áp. Biến áp này ít bị hư nha, thì mấy cái các bạn kiểm tra sơ bộ, kiểm tra nhanh thôi. Mà cái quan trọng chính là các bạn kiểm tra con chán to này nè, D882. Tại vì con chán to này á, nó tạo một cái xung dao động đưa vô biến áp, thì nó mới ra cái điện áp bên thứ cấp, nó đưa đến cái mạch nhân 4 điện áp. Mà trường hợp cái điện áp bên cái đầu ra này nó không có, thì do cái con D882 có thể bị chết, bị hư nha. Thì các bạn có thể lấy đồng hồ, các bạn đo nguội cái con này, chân E, chân B, chân C. Còn nó nếu mà trường hợp chán to này nó hư thì các bạn thay cái khác nha, là đảm bảo có cái dao động có xung tạo đưa vô sơ cấp của biến áp. Thì trong cái sơ đồ khối này thì rất dễ để các bạn nhận biết cái khối nào hư, là chỉ có một là khối nguồn nè, không sạc không vào pin đó, thì các bạn đo pin hoặc thay kích pin hoặc thay pin thôi, dùng cái xe pin khác cho mình 18650. Còn trường hợp mà cái pin mà có nguồn nhưng không bị giật, không có tia lửa điện á, thì các bạn kiểm tra cái lưới có bị cong hay không á. Đồng thời các bạn kiểm tra nhìn sơ cái biến áp. Biến áp nó ít bị hư nha. Nói chung mình kiểm tra sơ cái này thôi. Thì còn chú ý là các bạn kiểm tra chán to cho mình, các bạn tháo ra trên mạch. Rồi các bạn đo chữ E, chữ B, chữ C, coi nó có ra được một kim, một chân lên, một chân không lên nha, là chán to tốt. Vậy thôi. Cái mạch rất đơn giản. Cái trường hợp mà không giật, nó không giật chết mũi á, là các bạn quan sát cho mình,
cái lưới ở đây á, nhiều khi các bạn đập á, nó cong vô. À, trong quá trình mà các bạn sử dụng á, cái lưới của mình nó cong nha các bạn. Lưới bên trong bên ngoài nè, nó có móp vô này, nó chạm chân nhau rồi nó bị lệch ra ngoài. Thì các bạn, trong trường hợp này các bạn phải tháo cái lưới này ra, rồi các bạn phải gõ lại, gõ cho nó thẳng lại rồi nó không tiếp xúc với nhau nha. Đặc biệt cái lưới bên trong, cái lưới giữa bên trong á, với hai cái lưới ngoài nó phải tách biệt ra. Thì khi mũi khi mà nó chạm một chân trong một chân ngoài á, là nó sẽ bị giật chết. Hồi như ở đây á, các bạn trên tay các bạn cầm một cái vật mũi đi, các bạn cấp nguồn vô, các bạn bật lên nha, cắm điện vô nó vẫn có điện. Mà trường hợp mà các bạn bật nguồn lên không được á, các bạn khi mà rút cái phách điện ra mà nó không lên nguồn á, là chắc chắn là cái pin này nó hư rồi, các bạn thay pin mới cho mình. Nè các bạn nhìn thấy không, cái đèn của cái vật mũi này nó sáng lên này á, là cái chứng tỏ là cái mạch nguồn hạ áp dùng tụ điện á, 220V là mạch này tốt nha. Mạch tốt này nó mới có điện áp ra ngõ ra, tại vì cái điện áp mà cấp cho cái này á, nó ra đến cái biến áp là nó lấy một phần điện áp của cái xung này, nó sẽ đưa ra cái đèn led này, nó báo cho cái đèn led, cái vật này nó hoạt động đó. Cái này rất dễ nha, trường hợp mà các bạn rút phích cắm ra, rút dây nguồn ra mà nó tắt luôn á, là các bạn tháo ra, các bạn kiểm tra pin cho mình rồi thấy các bạn thay pin đi nha. Trường hợp mà kích pin không lên hoặc là các bạn không thích kích pin, các bạn thay luôn cục pin này cho mình, các bạn độ chế lại. Còn trong cái trường hợp á mà nó chỉ bị van nguồn thôi, với cái van mà giật không có tia lưới điện thôi, thì các bạn kiểm tra chánh to là ok nè, các bạn kiểm tra biến áp nè, rồi cái lưới của mình không bị cong á, là chắc chắn là cái này hoạt động tốt hết. Rồi các bạn có thể test bằng cách là các bạn khởi động lên, bật cái những cái nút nguồn của cái vật mũi á. Đây mình đã cắm sẵn rồi nha. Rồi các bạn dùng cái tô vít, đây tô vít cách đèn nè, các bạn để vô, các bạn nạt lửa, các bạn chạm chân bìa hai chân bên ngoài, bên trong bên ngoài á, thấy không, nó giật điện nè các bạn, nó phóng tia lửa điện là ok. Nó nổ nè, rồi như vậy là đã xong nha các bạn. Trong cái bo mạch vật mũi á, nói chung là linh kiện nó không có nhiều, với nếu mà các bạn mà phân chia từng khối ra, khối từ khối nguồn nè, khối tạo xung nè, khối biến áp, rồi khối mạch là nhân 4 á, thì các bạn chia ra coi nó bị hư khối nào thì các bạn có thể xác định. Đa phần là chiếc hư cái khối là sạc pin khô ác cư khô á, hoặc là cái khối mà cái lưới tấm kim loại á, nó chạm chân vào nhau nó bị cong vênh, cong á, hoặc là nó vênh lên, nó không có đủ khoảng cách của cái lưới này, là cái lưới này nó không đủ khoảng cách á, nên mũi nó bay vô nó không bị giật chết nha. Thì các bạn phải tháo cái hai cái lưới này ra để các bạn chỉnh sửa lại. Ở đây mình có đã tháo cái lưới này ra nè, các bạn tách cái phần dừa trên đầu này ra, rồi các bạn chỉnh sửa lại cái lưới nào sao cho nó bằng phẳng lại. Chứ trường hợp mà nó cong, nó bị chênh ra ngoài quá, hoặc là nó cong vô á, là mũi nó bay vô, nó sẽ không có chạm vào cái chân giữa với chân bìa của cái lưới này, nó không bị giật chết nha. Đó, các bạn phải chỉnh sửa lại cái lưới thôi. Nói chung cái vật mũi này rất đơn giản, cái ban nó không có nhiều, mà nó chỉ bị hai phần này thôi, thì các bạn chỉnh kiểm tra lại là xong ha. Rồi, video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.